Sau 3 tháng tranh tài, chủ nhân thực sự của 1 tỷ khởi nghiệp cùng Sài Gòn Co-op sắp lộ diện. Ngô Việt Dũng, Mai Chí Hữu hay Lê Bảo Ngọc, ai sẽ là người đoạt giải thưởng cao nhất với cửa hàng Co-op Smile trị giá 1 tỷ đồng? Làm chủ một cửa hàng Co-op Smile liệu có quá sức với các thí sinh của chúng ta? Về việc set up một cái cửa hàng hoàn toàn không đơn giản. Tôi và bạn đồng hành đều không phải là người có quá nhiều kinh nghiệm. Hữu nghĩ đó là những cái thách thức chứ không phải là những cái khó khăn. Dù gặp khá nhiều khó khăn, nhưng ngày khai trương đã hoàn tất và vượt ngoài sự mong đợi. Các thí sinh đã thể hiện rõ bản lĩnh của mình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thử thách ở phía trước để các bạn trở thành chủ nhân thực sự của cửa hàng Co-op Smile. Ai là người hiểu khách hàng của mình nhất? Ai là người tổ chức triển khai tốt nhất? Ai là người sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất? Tất cả sẽ có trong tập 12, cũng là tập cuối của chương trình, được phát sóng vào lúc 15h45 Chủ nhật ngày 31 tháng 12 trên kênh HTV9.